Hồi 4. Thế giới bên ngoài đang đến hồi tận thế. Không biết là sẽ kéo dài bao lâu đi. Tớ sẽ gửi vào một lượng lớn sinh vật coi như là giữ lại một chút có mồi lửa cho nền văn minh nhân loại vậy. Vì vậy, thì ngục chủ người nên trồng trọt đi. Trong thời gian nạn đói, điều quan trọng nhất là hạt giống và đất đai. Chỉ cần có những thứ này, vạn vật sinh linh đều sẽ có thể sống sót. Hạt giống thì đã mua không ít, nhưng đất thì... Tớ hiểu rồi. Đi một lát sẽ về thôi. Ngồi ô. Nhiều đất thế này, không biết trấn ma tháp có chứa nổi không? Thu. Đủ rồi. Không chứa nổi nữa rồi. Ngọc chủ. Hồn lực của ngươi không đủ. Không gian mở ra quá nhỏ, sẽ bị ngập mất. Được rồi, ít nhất phải thu được 2 vạn con đất, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Sau tận thế, bao gồm đất đai, mọi thứ đều bị dị hóa. Bây giờ những cái mảnh đất tốt chưa bị dị hóa này, sau ngày mai sẽ trở thành thứ khó mà có thể tìm thấy. Không có thời gian để lãng phí nữa. Hạ Viêm, lát nữa xem mày sẽ chết thế nào đi. Nhìn kia. Sao vậy? Tiểu Bảo, chiếc gương này từ đâu ra? Có phải lúc nãy mua pháp bông con đã lấy từ cửa hàng đó không? Không hổ là cháu trai của ta, thật là thông minh. Mới nhỏ như vậy mà đã biết tặng quà cho bà ngoại rồi. Có người. Người gì cơ? Ở trong này có người. Quỷ, có quỷ, mau vứt nó đi. Bà nội, không phải bà thích soi gương nhóc sao? Bà không phải đã nói Tiểu Bảo làm gì cũng được sao? Vậy sao bà không soi gương đi, bà nhìn đi. Không muốn. Chơi thật vui, chơi vui quá đi. Bà nội tiếp tục chơi đi. Tiểu Bảo, đến đây đi, bà nội thương cháu. Không muốn. Khó hàng bến tù. Sắp có mưa to rồi sao? Ôi không, có chuyện rồi. Thiền kéo lên một đứa cá quái vật. Trên người nó có mũ, trong miệng còn có răng nhọn. Cái này có thể ăn được không? Chết tiệt. Chắc chắn là do công ty xả thải, nước thải làm ô nhiễm, khiến cho mọi thứ trong biển đều bị biến dị rồi. Thời gian cũng gần hết rồi. Lão Ngô, đưa cho tôi bản lưu trữ đi. Lão Ngô, anh làm sao vậy? Lão Ngô, anh làm sao vậy? Bị cảm sao? Có muốn xin nghỉ hay không? Các người là... Nghe nói, toàn bộ thượng thanh đăng của thành Phỉ Thí đều ở trong kho này đó. Đây đều là hàng của khác đã mua. Nếu các vị muốn mua đồ thì có thể đều dọn đi. Các người làm cái gì vậy? Đợi đã. Nhanh. Cẩn thận đó. Thủ lĩnh không sao chứ? Trước dọn thuốc, nếu còn bị ngăn cản trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Muốn giết người sao? Đều là đồ của tôi, vạn thuật mua bạc, các người muốn cướp. Tận thế còn chưa đến, nhỏ như vậy đã muốn chịu chết rồi sao? Anh bạn này, thật sự không dám giấu toàn bộ hàng hóa của bến tù, đều là sở nghiệp của ông chủ nhà tôi. Hàng của cậu vẫn chưa rời cảng, sao không làm một cái việc thiện để thuận lợi, giá cả do cậu quyết định thế nào? Xin lỗi, tôi không bán. Cho các người thời gian 1 phút. Nếu như còn chưa cút thì tự gánh lấy hậu quả đi. Tận thi hóa đã bắt đầu rồi sao? Ra tay. Đây. Đúng rồi. Anh vừa nói toàn bộ hàng hóa của cậu, của cả cái bánh tàu này đều thuộc về ông chủ của anh. Vậy những cái thứ này cũng vậy sao? Cậu muốn làm cái gì? Học hỏi kỹ thuật của đối phương để chế tạo ra sản phẩm của riêng mình. Học theo mấy người. Đến một trận. Cậu nói cái gì? Không chỉ không mang được thuốc vào mà các loại hàng khác đều bị cướp sao? Người đó có siêu năng lực. Cậu ta không phải người bình thường, là quái vật đó. Hơn nữa, nhiều đồ như vậy, sau khi cậu ta đóng cửa kho hàng thì đã không thấy người đâu. Cho đến khi chúng tôi vất vả mở được cửa thì bên trong trống rỗng, cái gì cũng không còn. Hóa ra là như vậy. Vậy người đó tên là gì? Tôi xem thông tin người nhận hàng cậu ta là Hạ Viêm. Hạ Viêm sao? Cậu ta cũng là dị năng giả, hơn nữa hình như còn có khả năng là không gian. Nếu có cơ hội có thể cướp lấy. Làm sao vậy? Hả?